dục giá hết trơn, bà mua cái này hai hộp mỗi bà hai hũ cái loại này nè. Ngồi xuống đứng về phải dịnh bữa nay để bảo khỏe hết trơn rồi hết đau hết nhất cái sụn đó. Dạ. À, thành ra cái đau cái sụn cái chân á, già rồi chân cẳng thường thường lúc nào nó cũng phải yếu lắm, đi là phải chống gậy luôn đó. Nhưng mà hôm nay ngồi tự nhiên đứng dậy phải dịnh ghế, dịnh đứng dậy mới được. Còn bữa nay tôi uống hết hai hũ này hả, tự nhiên bây giờ chân tôi khỏe ra không còn gì nữa hết, ra giờ đi bộ cả tiếng đồng hồ cũng không sao hết á. Cái thuốc này là tốt nhất cho cái thân thể của người mình đã già. Dạ. Thuốc này là trị đau con mắt mờ, mất già rồi lúc nào mà họ đi là bơm, họ đi rửa, họ đi lột mắt này kia nọ, tôi khỏi mang khỏi lột, chả uống thuốc này hết. Rồi thuốc bổ này cũng vậy, uống thuốc tây đủ loại hết, đâu có tốt bằng cái loại thuốc này nè. Thuốc này tôi uống mỗi ngày hộp vậy, ở mỗi ngày bịch vậy nè, uống dễ thôi. Mà tôi mua lần nè, trăm mấy chục đồng một bịch vậy nè, một hộp vậy nè, 60 bò bịch vậy mà tôi uống hết. Bây giờ tôi khỏe re, không có gì hết, không đau bệnh, không nhau nhất vậy nó hết đó rồi. Tôi già rồi, tụi nó trẻ nó còn nhức đau, mỗi tay mỗi chân. Chân cẳng đau nhất chứ tôi không có đau nhất gì hết, tôi khỏe vậy đó. Dạ thì bác dùng cái sụn cá mập này bác dùng trong bao lâu mà bác không có bị đau khớp nữa? Trời trời, uống trong vòng á ha, cái loại uống mà đau khớp chân này uống trong vòng 10 ngày là thấy kết quả liền, hết đau liền. Dạ. Cái hiệu thuốc này rất là hay. Rồi cái bổ mắt này thì bác uống mắt trong cũng vậy, uống cũng trong 5-10 ngày nó mới thấy kết quả, 10 ngày là thấy mắt nó tỏ là nó trong liền cho nó. Dạ. Còn mờ mờ như lúc trước nữa. Dạ. Vậy là ba cái loại này là tốt nhất cho những người già yếu uống.